Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chương trình học tiếng Nga lớp 6. Chương trình dạy tiếng Nga lớp 6 do thầy Hoàng thực hiện hàng ngày nhằm mục đích giúp cho các em học sinh yêu mến bộ môn tiếng Nga có điều kiện tiếp xúc tốt hơn với bộ môn tiếng Nga. Trong chương trình sẽ có sự tham gia của cô giáo Lyudmila giúp cho chúng ta tham khảo thêm cách phát âm của người bản ngữ. Chúc các em học thật tốt bộ môn tiếng Nga. Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên. Phần 1 của bài đầu tiên là ở trang số 8, sách giáo khoa lớp 6, tiếng Nga. Các em mở trang số 8 nếu như em nào có sách giáo khoa. Nếu như không có sách giáo khoa, chúng ta nhìn trên màn hình cũng rất tốt. Phần 1, giới thiệu, đây là ai? Chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Ê tơ. Ê tơ. An tồn. Chúng ta lưu ý ở đây có âm N. An tôn. An tôn. Chúng ta không đọc N. Chúng ta sẽ đọc N. 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 Rất là nhẹ. Dường như có cái âm đó. Chúng ta đọc lại. Et. An tôn. Et. An tôn. À đó. Ở đây chúng ta lưu ý có một cái dấu sắc ở bên trên. Đó là trọng âm. Âm tiết mà có trọng âm sẽ được đọc dài hơn so với âm tiết không có trọng âm. Âm tiết không có trọng âm sẽ được đọc ngắn hơn, có thể ngắn hơn gấp đôi và đọc nhẹ hơn so với âm tiết có trọng âm. Chúng ta lưu ý nếu âm A đứng ở đầu từ sẽ được đọc rõ ràng hơn một chút, nhưng mà vẫn ngắn hơn so với âm tiết có trọng âm. Chúng ta cùng đọc lại. Et Anton. Et Anton. Chúng ta xem tiếp. Et. À, chúng ta nhìn thấy đây có âm O. Âm O mà đứng sau trọng âm sẽ bị đọc gần như âm Ơ. Et. Et. Không ai đọc đây là âm A cả. Nếu đọc là A các bạn sẽ phải đọc là Et. Lúc đó sẽ bị sai. Cho nên chúng ta sẽ đọc là Et. Et an. Et an. Ở đây có hai âm N, chúng ta đọc tương tự như một âm N. Và ở đây chúng ta sẽ đọc là an. An. Et an. Đọc lại. Et Anton. Các em nghe thấy thầy giáo nói N. Et Anton. Et an. Et an. Trọng âm của câu sẽ rơi vào âm an. Ở bên này trọng âm của câu sẽ rơi vào âm tồn. Et an tồn. Chúng ta nhìn thấy đây cũng là e. À, có trọng âm. Và đây là ồn tồn. Nhưng mà cái âm này nó có trọng âm của câu, cho nên nó sẽ đọc dài hơn một chút. Et. 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 An tồn. Et an. Chúng ta đọc cả câu này. Ở đây chúng ta nhìn thấy có một âm A, hay là một chữ A, có nghĩa là còn. Đây là an tồn. Đây là an. Câu của chúng ta. Et an tồn. A. Et an. À, như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy dấu phẩy. Câu sẽ có ngữ điệu đi lên sau từ an tồn, rơi chính vào cái trọng âm tồn. E tờ an tồn. A e tờ an. Đến đến âm an thì nó sẽ lại đi xuống. E tờ an tồn. A e tờ an. À, bây giờ thầy giáo sẽ vẽ cho các em nhìn thấy cái ngữ điệu của nó đi như thế nào. E tờ an tồn. A et an. Chúng ta nhìn thấy là cái ngữ điệu đi lên sẽ rơi đúng vào âm tiết có trọng âm, và cái ngữ điệu đi xuống sẽ rơi đúng vào cái âm tiết có trọng âm của cái từ thứ hai. À, thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học xong bức hình thứ nhất. Bức hình thứ nhất đó là trang 8 của sách giáo khoa tiếng Nga. Bây giờ mời các bạn sang bức hình thứ hai.
Ở đây, chúng ta sẽ nhìn thấy một bạn đang giới thiệu với chúng ta một bức ảnh. Trong đó có bố và mẹ của mình. À, như vậy, từ bố ở trong tiếng Nga, chúng ta đọc là Папа. Папа. Từ mẹ ở trong tiếng Nga, Мама. Мама. Và hai từ này được nối với nhau bằng một âm, một từ I, có nghĩa là và. Chúng ta sẽ đọc Это папа и мама. Chúng ta cũng nhìn thấy, cũng nghe thấy tương tự là âm pa ngữ điệu đi lên và âm ma ngữ điệu đi xuống. Это папа и мама. Это папа и мама. Это папа и мама. Như vậy chúng ta đã học xong bức hình thứ hai. Mời các em sang bức hình thứ ba. Ở trong bức hình này, chúng ta có nhiệm vụ hãy tìm các bạn Anton và Anna trong hình và giới thiệu và giới thiệu các bạn đó. Ở đây chúng ta sẽ phải giới thiệu như thế nào? À, giới thiệu đây là ai, đây là ai. Nhiệm vụ của chúng ta là như vậy. À, thế như vậy ở đây chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đó là đây là bạn Anton, mặc dù người ta vẽ bằng bức hình đen trắng, nó cũng không rõ lắm. Và đây là bạn gái của chúng ta, Anna. Ý nói là các bạn là tóc sáng màu, thì các bạn là người nước ngoài. Cho nên chúng ta sẽ giới thiệu Это Антон. À, это Анна. Chúng ta đọc nhé. Это Антон. À, это Анна. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái câu đó. Это Антон. À, это Анна. Это Антон. Phải. À, это Анна. À, đó là câu của chúng ta. Это Антон. À, это Анна. À, đó. Thế như vậy là chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 1. Bây giờ, mời các em sang bức tranh tiếp theo. Ở đây, có một phần là bài viết. Cho nên là các em phải tự tập viết. Tập viết những chữ này rất là dễ. Cho nên là các em, thầy hy vọng là các em sẽ tự làm được cái việc này. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp bài số 2, bài tập số 2 ở đây. Giới thiệu đây là cái gì? Hãy giới thiệu đây là cái gì? Chúng ta có được các từ mới như sau. Карта. Карта. Đó là tấm bản đồ. Это карта. Đây là tấm bản đồ. Это карта. Từ mới thứ hai, лес. Лес. Ở đây chúng ta nhìn thấy âm е là một nguyên âm đôi, cho nên nó không đọc là лес như âm е ở trong tiếng Việt, mà đọc là âm i xong rồi sang âm е, sang âm e. Chúng ta sẽ đọc лес. 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 Лес là cánh rừng. Карта là bản đồ. Лес là cánh rừng. Chúng ta có từ mới thứ ba. Гора. Гора. Đây có âm R rung. Cho nên nếu em nào không nói được âm R rung, các em phải tập phát âm vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Chúng ta rung lưỡi. Р. Гора. Гора. Ở đây chúng ta nhìn thấy âm O nhưng bị đọc là A. Bởi vì nguyên tắc phát âm âm O trong từ, tất cả các âm O mà đứng trước trọng âm sẽ bị đọc là A. Chúng ta đọc là Gara. Gara. Đó là ngọn núi. Từ mới tiếp theo, Rika. Rika. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, A. Âm Ye là một nguyên âm đôi đứng ngay trước trọng âm. Khi đứng trước trọng âm, nó sẽ bị nhược hóa, đọc thành âm I. Rika. 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 Nếu mà nói phát âm chuẩn ra một chút thì cái âm y này nó sẽ hơi có ye một chút, cho nên chúng ta vẫn nghe thấy Rika. Rika dường như là có hơi một chút ye. Nếu không nói được như vậy thì chúng ta cứ nói rõ ràng là y cũng không sao. Chúng ta nói Rika. Rika. Từ mới tiếp theo đó là từ Озеро. Rika. Đó là con sông.
chúng ta có từ ozir. Ozir đó là một cái hồ. Âm ô tuy đứng ở đầu từ nhưng mà có trọng âm sẽ bị đọc là ô. Nếu âm ô đứng ở đầu từ mà không có trọng âm sẽ bị đọc là a. Nhưng ở đây do nó có trọng âm cho nên bị đọc là ô. Chúng ta đọc là ô dê 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 r. Âm ô đứng ở sau trọng âm bị đọc là ơ. Ô dê đó là cái hồ. Chúng ta đọc lại các từ mới. Carta carta lies lies gara gara rica rica ozera ozera ozera. Bây giờ chúng ta sẽ đọc toàn bộ cái đoạn bài đọc này. Bài đọc đây là một bài đọc ngắn có tính chất là giới thiệu cái bản đồ này. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Eta carta. Eta carta. Eta lies. A eta gara. A eta gara. Eta lies. A eta gara. Eta rica. I eta ozera. Eterica i ozera. Eterica i ozera. Thầy giáo sẽ đọc lại với tốc độ trung bình để cho các em nghe. Etercarta. Eterlies a etergara. Eterica i ozera. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau đọc xong bài đọc này. Bây giờ chúng ta cần phải đọc rất nhiều lần để làm sao chúng ta giới thiệu được ở trên cái bản đồ này. Chúng ta sẽ giới thiệu như sau. Etecarta. Etelies. Aetegara. Eterica. I ozera. Đó, thế như vậy là vừa rồi chúng ta đã học xong bức tranh này. Mời các em xem tiếp trang số 10 của sách giáo khoa lớp 6. Ở đây, người ta hỏi là có những thứ gì ở trên cái bản đồ này, trên cái bức tranh này hay là trên cái bức hình này. Chúng ta sẽ nói như sau. Eta photographia. Eta photographia. Đây là một bức ảnh. Eta photographia. Thì giáo sẽ viết từ đó cho các em. Nếu em nào nói được cái chữ này thì em sẽ rất là giỏi. Cho nên chúng ta sẽ cố gắng nói nhé. Chúng ta sẽ nói eta phơ tơ g ra phìa. Đây là một bức ảnh. Đây là một bức ảnh tác bột. À thì ta sẽ chỉnh cho cái chữ này nó vào đây. Eta photographia. Trọng âm của chúng ta sẽ rơi vào âm A. Eta photographia. À chúng ta sẽ xem tiếp. À, chúng ta sẽ nhìn ở trên này nó có cái gì? Eteles. 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 Đây là cánh rừng. À, có những ngọn núi nào. Etegara. Gara. Hiện nay chúng ta đang học số ít cho nên là tuy nhìn thấy nhiều ngọn núi chúng ta vẫn nói là số ít. Eteles. Etegara. À, tạc. À, chúng ta nói tiếp nào. Eterica, rica, eterica, a eterosera, eterica phải phẩy này, đó. Sau đó chúng ta sẽ nói a eterosera, đó. À, thế như vậy đó là chúng ta đã mô tả xong cái bức ảnh của chúng ta. Đây là một cái bức ảnh. Khi lên lớp học chúng ta sẽ gọi đây là một cái bức ảnh. Chúng ta sẽ nói cái từ bức ảnh là photographia. Photographia. Thầy giáo sẽ phiên dịch cái từ dài này để cho các em dễ đọc. Chúng ta sẽ đọc là phơ. Phơ. Đọc theo đúng tiếng Việt. Phơ. T. G. Ra. Photographia. Photographia.
Photographia, thế chưa nào? Đó. Thế là chúng ta đọc được một từ rất là dài. Em nào mà khó phát âm thì cần phải nói nhiều lại, nói nhiều lần cái từ này để cho các em nói cho nó giỏi. Tạ, photographia, eta, photographia, eta, photographia, eta lies, eta gara, eta rica, eta ozera. Như vậy chúng ta đã học xong bức tranh này. Bây giờ mời các em sang bức tranh tiếp theo. Trong bức tranh tiếp theo các em sẽ tập đọc. Và bên dưới này có một phần là các em cần luyện viết. Cái việc luyện viết bằng tiếng Nga các em dứt khoát là phải viết nhé. Hãy dành lấy 10 phút, 15 phút để luyện tập cách viết những chữ này, chữ hoa, chữ thường. Thế và luyện tập cách viết những cái chữ này, những cái từ này. Các em luyện viết mỗi ngày chỉ cần 5 phút, 10 phút thôi, các em sẽ viết giỏi bằng tiếng Nga. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập đọc. Các âm này đọc rất là dễ. Ca, cô, kie, ki, ga, go, ghie, ghi. Chúng ta đọc lại từ này, âm này. Kaga, kogo, kiege, kigi, sa, so, se, si, za, zo, zie, zi. Các em lưu ý đây là zie, không phải là ze. Zie, 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 zi. Đây là nguyên âm đôi, cho nên lưu ý nó là yeah. Sa giả, so rổ, xie rể, xie rể, xi gì, la lô, lê lì, ra rô, rê rì, ăn tồn, gara, Rika, Eta, Anna, Karta. Chúng ta nhìn thấy hai cái cột này nó khác nhau cái gì nào? Cột bên này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Cột bên này trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Và có một từ này có ba âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng đọc nào. Anton, Gara, Rika, Eta, Anna, Karta, Ozera. Như vậy chúng ta đã cùng nhau xem hết bức tranh này. Bây giờ chúng ta sẽ sang trang số 11. Ở đây chúng ta sẽ tập giới thiệu và làm quen. Ở đây chúng ta có một từ Paznakomches. Từ này sẽ khó đọc đối với các em, cho nên thầy giáo sẽ phiên âm cho các em để các em có thể dễ đọc. Chúng ta đã có phần phiên âm, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng đọc cái chữ này. Chữ này là pa zna komches. Pa zna komches. Pa zna komches. Ở đây âm này chúng ta có thể đọc là a cũng được. Và nếu chúng ta đọc nhanh thì nó sẽ hơi sang ơ một chút. Nếu các em để ý thì các em sẽ thấy giáo đọc pa zna komches. Pa. Pznakomches gần như là p nhưng mà không đọc rõ là p mà đọc là a nhưng mà lái sang ơ, tức là nó rất là nhẹ. Cái âm a này nó đứng trước trọng âm cho nên nó đọc rõ hơn so với cái âm a này. Âm a này nó sẽ ngắn hơn một chút, cho nên chúng ta sẽ đọc là pznakomches, p p p pznakomches, pznakom m ches ches pznakomches. Thế như vậy bây giờ chúng ta đọc được chữ này rồi. Nếu em nào không đọc được thì cần phải đi đi lại lại ở trong nhà nói rất nhiều lần. Poznakomches, poznakomches. Có nghĩa là các bạn hãy làm quen đi. Chúng ta có từ ребята, ребята. Như vậy vừa rồi chúng ta lại có cái phần phiên âm của cái chữ ребята này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đọc nào. Ребята. Ребята ở đây có nghĩa là các bạn ơi, hay là các bạn nói chung.
Ребята, ребята, như kiểu tiếng Việt chúng ta hay gọi các bạn ơi hoặc là chúng mày ơi, đều dùng cái từ này hết. Ребята, các cậu ơi, à cũng vậy đấy, các cậu ơi, chúng mày ơi, à hay là các bạn ơi, đó, à thì chúng ta đều dùng cái từ ребята, ребята. Nếu mà chính xác ra cái từ này chúng ta có thể nói là ri, ребята, 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 à đó, ребята là các cậu ơi, hãy làm quen đi nào, ребята, познакомьтесь, ребята, познакомьтесь, это Анна, à это Коля и Петя, Петя, à chúng ta có từ tên của một bạn mới, Петя, 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 Коля, 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 Анна, Анна. Trên thực chất, trong trường hợp như này thì người ta hay gọi bạn là Аня. Аня, chứ người ta ít khi gọi là Анна. Bởi vì sao? Nếu chúng ta đã nói Коля là tên thân mật của từ Николай, tên thật trong hộ chiếu là Николай. Петя, tên thật trong hộ chiếu là Пётр. Thế vậy tên của bạn Анна trong hộ chiếu là Анна. À, chúng ta có thể gọi bạn là Аня. Аня. Это Аня. Аня. À, Аня, nghe nó hay hơn phải không ạ? Аня. Это Аня. Đấy. Đó. À, chúng ta sẽ đọc nhá, đọc cả câu nhá. À, ребята. Познакомьтесь. Это Анна. À, это Коля и Петя. Các bạn ơi, hãy làm quen nào. Đây là Анна, còn đây là Коля và Петя. Đọc lại nào. Ребята. Познакомьтесь. Это Анна. Ребята, познакомьтесь. Это Анна. А это Коля и Петя. Ребята, познакомьтесь. Это Анна. А это Коля и Петя. À, như vậy chúng ta đã học xong cái cách giới thiệu làm quen. Bây giờ chúng ta sẽ xem nốt phần cuối cùng của chúng ta. Trong phần này chúng ta chỉ việc đọc thôi. À, như vậy ở đây cũng lại có một phần cách viết chữ cái và cách viết từ. À, chúng ta tập viết, tự tập viết nhé. Phần này thì giáo sẽ không dạy các em mà các em sẽ tự tập viết. Chúng ta viết nhỉ. Ребята, chữ viết hoa này, chữ viết thường này. Đấy. À, Петя, chữ pờ này, và pờ viết hoa này, bờ này, a ya này, dấu mềm này, đó. Bây giờ chúng ta sẽ tập đọc nào. Pa po pie pi ba bo bie bi pa ba po bo pie bi pi bi ta cha na nya ba bia ma mia la lia lies lies карта, карта, Анна, Анна, Коля, Коля, Петя, Петя, гора, гора, река, река, Антон, Антон, озеро, озеро, ребята, ребята, познакомьтесь, познакомьтесь. Như vậy, hôm nay chúng ta đã học xong bài số 1 theo sách giáo khoa lớp 6 tiếng Nga của Bộ Giáo dục biên soạn. Thì giáo rất chân thành cảm ơn các em đã cùng theo dõi bài học với thầy đến hết bài. Chúc các em học thật tốt bộ môn tiếng Nga. Và các em đừng quên đăng ký kênh, bấm đăng ký kênh và bấm like, hoặc là chúng ta có thể chia sẻ thêm bài. Và tốt nhất thêm nữa, các em sẽ comment một chữ gì đó ở bên dưới. Ví dụ cảm ơn thầy, hoặc là bài học hay quá, để làm sao mà YouTube sẽ khuyến khích chúng ta phát triển cái hệ thống kênh học tiếng Nga, để cho tất cả các bạn sẽ cùng được học, được tham khảo bộ môn tiếng Nga.
Cảm ơn các em và hẹn các em trong bài học tới. Спасибо. До свидания. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.